Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi bài đọc của tác giả Hương Thảo. Tổng thống Trump mạnh mẽ lên án các chính sách cánh tả của đối thủ Biden. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tại phi trường Wisconsin, đứng bên cạnh chiếc không lực 1 Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu gay gắt hôm thứ Hai ngày 17 tháng 8 về ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden và các ứng viên phó Tổng thống của ông Biden là Thượng nghị sĩ Kamala Harris, đồng thời chỉ trích các chính sách cánh tả của ông này. Theo tờ The BL ngày 18 tháng 8, các cử tri bang Wisconsin đang phải đối mặt với một sự lựa chọn đơn giản quý vị có muốn bị cai trị bởi đám đông cực đoan cánh tả hay quý vị muốn đứng hiên ngang như những người đàn ông và phụ nữ tự do ở đất nước vĩ đại nhất trên thế giới và luôn duy trì vị thế như vậy tổng thống trump nói joe biden chỉ là một con ngựa thành troi của chủ nghĩa xã hội ông ta đúng là như vậy ông ta là một con ngựa thành troi ông ta không biết được đâu nhưng những người vây quanh ông ta rất cứng rắn và thông minh. nhưng chúng tôi phản đối họ rất mạnh mẽ. họ xấu tính, ti tiện và đang tức giận. tổng thống nói thêm và theo báo cáo của Tower về tình trạng biểu tình hỗn loạn và bạo lực bắt nguồn từ vụ George Floyd do các nhóm cánh tả cực đoan lãnh đạo đã gieo rắc sự tàn phá trên khắp đất nước. tổng thống Trump đã quy trách nhiệm cho các đảng viên dân chủ đã che giấu các hành vi của các nhóm này, tảng lờ hoặc xem nhẹ các cuộc tấn công này, trong khi mạnh mẽ chỉ trích sự can thiệp của lực lượng liên bang bảo vệ an ninh trật tự. Họ sẽ biến một thành phố thành thành Portland và nếu họ không bận tâm đến điều nó, Tổng thống Trump nói, sẽ không có ai được an toàn trong một nước Mỹ do Biden điều hành, ông nói thêm. Và hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 8, Portland thành phố lớn nhất bang Oregon của Mỹ đã phải ban bố tình trạng bạo động khi nhiều người biểu tình tiến hành bạo loạn cường độ cao, theo thông tấn xã Việt Nam. Như tờ Green Clear Politics đã chỉ ra, bang Wisconsin là nơi có truyền thống bỏ phiếu cho các tổng thống đảng Dân Chủ cho đến khi Donald Trump đắc cử hồi năm 2016, là một trong những chiến trường khó khăn nhất cho cuộc bầu cử năm 2020. Một bang quan trọng khác ở miền Trung Tây mà Tổng thống Trump đã đến thăm là Minnesota. Nơi ông tuyên bố cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ là giai đoạn chạy nước rút. Tại thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota, Tổng thống Trump đã có buổi diễn thuyết trước khoảng 150 người ủng hộ, một nửa trong số họ đeo khẩu trang và hô vang "4 năm nữa". Tổng thống Trump nói rằng Đảng Dân Chủ sẽ loại bỏ từ chính án hiến pháp cho phép người dân mang súng để tự vệ, tờ Green Clear Politics đã đưa tin. Cuộc bầu cử này sẽ quyết định sự tồn vong của quốc gia chúng ta. Joe Biden là con rối của những kẻ cực đoan cánh tả đang cố gắng xóa bỏ biên giới của chúng ta, loại bỏ cảnh sát của chúng ta, tuyên truyền tẩy não đối với con em chúng ta, phỉ báng các anh hùng của chúng ta và thay thế tự do của Mỹ bằng chủ nghĩa phát xít cánh tả. Tổng thống Trump nói, khi đến vận động tranh cử tại Yuma, bang Arizona hôm thứ Ba ngày 18 tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích chính sách nhập cư của ông Biden. Ông cũng hy vọng có thể đến bang Pennsylvania trước khi ông Joe Biden có bài phát biểu chào mừng tại quê nhà. Kính thưa quý vị, nội dung bài tổng thống trump mạnh mẽ lên án các chính sách cánh tả của đối thủ biden tác giả hương thảo đến đây là kết thúc xin cảm ơn quý vị đã theo dõi xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau